Tiếp theo sau đây chính là hội quán Hải Nam sẽ đến ra mắt ông vào sáng ngày hôm nay. Và đây chính là thuyền bà Thiên Hậu đến từ hội quán Hải Nam. Tiếp theo sau đây chính là hội quán Hải Nam sẽ đến ra mắt ông vào sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2024 âm lịch, trong lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Quang Thánh Đế Quân Xích Du lần thứ 14 năm 2024 tại Chùa Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và hiện bây giờ đoàn Hải Nam đang di chuyển từ hội quán Hải Nam đến Chùa Ông. Trên đường đi thì đoàn đang đi ngang qua di tích lịch sử Trường Dục Thanh. Trường Dục Thanh ở ngay bên trái màn hình các bạn ạ. Phía trước các bạn chính là ngôi trường Dục Thanh nha các bạn. Lúc nãy mình cũng có chia sẻ với các bạn. Ở đây chính là đội cầm cờ. Tiếp theo đây chính là thuyền qua bà Thiên Hậu. Ngoài bà Thiên Hậu thì mình thấy phía đằng sau có các tiểu đồng tử các bạn, cùng với các vị cận vệ đi cùng.
chỉ là những chàng trai cô gái đến từ hội quán Hải Nam nha các bạn. Rất là xinh xắn luôn, rất là vui tươi. Và đây chúng ta sẽ bắt gặp được các vị bác tiên nha các bạn. Chào các bác tiên. Chào những cô gái đến từ hội quán Hải Nam. Chào những chàng trai cô gái xinh đẹp. Và phía đằng sau chính là Lân Sư Rồng nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu từ vị trí này đến chùa Ông cũng không có xa, có lẽ là mình sẽ tranh thủ mình đón đầu các bạn, đón đầu chứ mình không có thể ghi hết đoạn được. Một lát nữa khi đến chùa Ông thì mình sẽ có thể là mình sẽ được mình ghi hình được hết rồi mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn nhé. Thôi bây giờ đoàn đã di chuyển đến cầu Dục Thanh rồi bạn. Mình thấy là buổi sáng thì đoạn đường này các phương tiện đi lại rất là nhiều. Và đoàn cũng được ban an toàn giao thông trật tự cũng hỗ trợ để diễu hành đi qua trục đường Trưng Nhị các bạn. Đường Trưng Nhị giao với đường Trần Phú. Đây bên đây là cầu Dục Thanh và sông Cà Ti nha các bạn. Đây là đoàn xe Thiên Hậu Thánh Mẫu nha bạn. Đoàn vừa di chuyển qua hội quán Kiều Châu. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ hội quán Hải Nam cũng đã có mặt tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong để chuẩn bị tiến vào chùa Ông để làm lễ ra mắt ông vào sáng ngày hôm nay các bạn. Và đây chính là đoàn Lân Sư Rồng của hội quán Hải Nam. Con này nhảy lên rất là dễ thương nha các bạn. Đó. Nhảy lên. Rất đẹp các bạn. Nhảy. Mỗi khi con này nhảy lên rất dễ thương, không biết kêu con gì đây. Thì có sừng gọi là Long Vương các bạn. Con này con gì vậy chú? Con này con gì chắc chú các bạn.
con gà biết chú nói đùa hay là con gà thì không biết là thấy dễ thương quá. Hội quán Hải Nam dừng lại ở vườn hoa Đức Nghĩa để múa lân sư rồng, sau đó là tiếp tục lộ trình đi vào đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Sĩ Liên để đến chùa Ông vào sáng nay nha các bạn. Khu vực vườn hoa Đức Nghĩa bây giờ rất là đông nha các bạn. Đoàn Hội quán Hải Nam đang tiến về chùa Ông, còn xung quanh đây các vị khán giả cùng với khách thập phương đang xem những hình ảnh rất là đẹp của buổi lễ ngày hôm nay. Phải nói là rất là đông nha các bạn. Nãy giờ mình thấy có bên công an trật tự rồi đến điều tiết và đảm bảo an ninh trật tự. Đoàn của bà Thiên Hậu ạ. Bây giờ đoàn Hội quán Hải Nam đang tiến vào điện các bạn. Thank you.
Vô xé vô. Bây giờ hả? Dạ. Bây giờ hội quán Hải Nam đã vào điện để ra bắt ong rồi nha các bạn. Thank you.
Rồi đội múa tiếp theo là đội múa của Đôn Hoàng Phi Thiên, chuẩn bị vào. Thank you.
Tiếp theo là đồ bác tiên vào ra mắt ông. Thì bây giờ đồng bác tiên đang vào điện để ra mắt ông. Đồng bác tiên đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha bạn. Các bạn đang xem những hình ảnh của lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Quan Thánh Đế Vương Xuất Du lần thứ 14 năm 2024 tại miếu Quan Thánh Đế Vương Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và hiện bây giờ những hình ảnh các bạn đang xem chính là hội quán Hải Nam vào ra mắt ông vào sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2024 âm lịch. Diễu hành cảnh dông, các bạn có nghĩa là đi cà kheo dọc các trục tuyến đường diễu hành trong sáng ngày hôm nay để cùng nghinh Quan Thánh Đế Vương Xuất Du. Tiếp theo là đoàn lân sư rồng của hội quán Hải Nam, của hội quán Hải Nam vào và ra mắt ông vào sáng nay nên các bạn. Lân sư rồng đang tiến vào điện. Cho anh Hải thăm tí xíu nha, cho anh Hải thăm chút ha. Rồi, chào em, sáng giờ là anh có thấy em và biết em là người cầm bảng dẫn đoàn và em cũng là một MC rất là tài ba, phải đó là song ngữ Anh Việt, xin lỗi là Hoa Việt. Anh cũng khá là bất ngờ, em có thể là chia sẻ với khán giả là hiện bây giờ công việc hiện tại của em là gì? Dạ em nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng, em làm có từng làm MC không? Ngày hôm nay thấy em làm người dẫn chương trình tiếng Việt và tiếng Hoa phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Anh rất là bất ngờ. Ủa em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em gần 30. 39 tuổi hả? Anh nghĩ là em khoảng 20 mấy à. Rồi vậy là em làm việc tại thành phố Phan Thiết mình luôn không? Dạ thôi em ở nước ngoài ạ. Ở đâu em? Em ở nước ngoài. Nước ngoài hả? Nước nào? Rồi thôi, cảm ơn em đã chia sẻ một số thông tin cùng với khán giả ha. Chúc em thành công trong công việc. Cảm ơn, chào em ạ. Vừa rồi mình gặp một bạn cũng là người cầm bảng hội quán Hải Nam các bạn, đi đầu đoàn luôn. Và bạn vừa là người dẫn chương trình nữa các bạn. Hồi nãy mình rất là bất ngờ bạn dẫn chương trình tiếng Hoa và tiếng Việt rất là lưu loát luôn. Mình nghe nói là bạn là công việc hiện tại của bạn là nhân viên văn phòng. Bạn làm việc ở nước ngoài. Nên là mình cũng có ít có dịp là gặp các bạn, tưởng đâu các bạn làm trong nước thì có dịp là chúng ta sẽ gặp giao lưu nha các bạn. Và vừa rồi mình cũng chia sẻ với các bạn những hình ảnh của hội quán Hải Nam đến ra mắt ông vào sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2024 âm lịch, trong lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Quan Thánh Đế Quân Xích Du lần thứ 14 năm 2024 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Và video này mình cũng xin dừng lại tại đây nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh của các hội quán đến ra mắt ông. Và đặc biệt là trưa ngày hôm nay sẽ có phần đoàn Thanh Long, một ông rồng dài 49m sẽ ra mắt ông vào trưa ngày hôm nay, để chuẩn bị ngày mai sẽ phần lễ cung nghinh Quang Thánh Đế Quân xuất du tại các trục đường chính của thành phố Phan Thiết nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.